Cá ở gần bờ rất nhiều, chúng ta không có sức để mà bắt, trong khi chúng ta là những con thuyền nhỏ. Và chúng ta nghe tin đồn ở những nơi xa, ngoài khơi xa kia có rất nhiều cá to, cá ngon. Và chúng ta ra đó, và chúng ta đã bị sóng bão đánh cho lật thuyền, mất cả chì lẫn chài. Những nơi xa đó chỉ dành cho những con tàu lớn, những con tàu có dày dặn kinh nghiệm, những thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm mà thôi. Anh chị em thân mến, đây chính là cái câu chuyện mà những người đi đầu tư đất mới và lao vào bất động sóng, bất động sản ở những nơi mà có sóng rất là to và đã đắm đuối ở những nơi đó, như là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, hay là những nơi đất sốt trong thời gian vừa qua. Và bây giờ nó là thời kỳ trầm lắng và ngập lặng ngập ngụ ở đó. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi những giây ngắn ngủi vừa rồi trong cái đoạn video của trước ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là đầu tư đất ở đâu. Anh chị thân mến, thì cái video trước thì trước cũng có nói rằng là đầu tư đất ở chính cái nơi mà mình đang ở, chính cái nơi bạn đang ở, đất rất nhiều, khả năng thành công của bạn rất nhiều, và rất nhiều người đã làm giàu ở nơi bạn đang ở. Mà trong khi đó chúng ta là những nhà đầu tư mới, các bạn là những nhà đầu tư mới mà các bạn cứ nghe tin đồn này nọ, và các bạn phi đến những nơi mà có sóng to do cá mập họ tạo ra. Và cái câu chuyện trước có chia sẻ gần đây là sốt đất ở đâu? Sốt đất ở mồm cò, nơi nào có nhiều cò thì nơi đó sốt đất, và nơi nào sốt đất thì đương nhiên là nơi đó có nhiều cò. Và khi mà cò đi đến đâu, cò đất đi đến đâu, thì có những thông tin được thổi phồng lên và giá đất được tăng lên phi mã mỗi ngày. Và câu chuyện là anh em, những người mà họ vào trước họ kiếm ăn được, thì những người mà vào sau ngớp lên và cứ nghĩ rằng là kiếm ăn được và lao đến đó. Và sóng ở nơi đó thì toàn do cá mập. Những người mà có tiền, có tầm, có đội quân hùng hậu, họ đến đó họ tạo sóng. Và anh em bên ngoài thì nghĩ rằng là cái người họ bắt đầu vào ấy thì họ có thể kiếm được 300, 500, 1 tỷ hay là 2 tỷ. Nhưng mà chết là chết những anh em vào sau. Có những người mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở các tỉnh miền Nam thì ra Vân Đồn để làm đất, ra Hạ Long để làm đất. Có những người ở ngoài Bắc thì vào Phú Quốc, vào Bắc Vân Phong để làm đất. Rõ ràng không hiểu gì về khu vực đó, không hiểu về 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 mọi cái yếu tố mà dẫn đến đất lên giá, hay là yếu tố con người. Khi mà ở đất ở đâu nó lên giá thì cái việc đầu tiên đó là cái chính sách ở nơi đó. Cái thứ hai nữa là cái thông tin ở cái nơi đó như thế nào. Thông tin là có xây cầu, xây đường, hay là mở khu kinh tế, có các cái thông tin để chính sách ở khu vực đó phát triển, hay là thông tin để lên thị xã, lên thành phố, hay là lên thành phố trung ương, rồi là các cái thông tin sân bay, hay là có cái dự án nào đó, thì chúng ta chỉ nghe cái thông tin như vậy thôi mà chúng ta tóa hỏa, chúng ta lao vào, thấy người ta làm ăn trước, người ta đi trước, người ta làm ăn được. Nhưng mà lúc đó, cái lúc người ta làm ăn được là cái lúc đầu sóng. Đầu sóng thì sốt đất ở đâu cũng kiếm ăn được. Thì anh em thân mến, thì rằng là chúng ta khi mà các bạn nghe cái video này thì các bạn đều là những nhà đầu tư mới, các bạn đều là những người đầu tư, những người mới đầu tư đất và đi vào làm bất động sản. Thì lời khuyên của trước là khi mà chúng ta là những nhà đầu tư mới thì mình nên làm đất ở cái khu vực của mình đang sinh sống, hoặc là loanh quanh ở khu vực đó mà thôi. Bởi vì thứ nhất là chúng ta chưa kinh nghiệm, chúng ta làm ở đó, ở khu vực của chúng ta một thời gian thì chúng ta có kinh nghiệm. Tại sao lại đất sốt, tại sao lại đất tăng giá, cách mua bán, cách soi quy hoạch, cách soi quy hoạch này, ví dụ như tránh được các cái rủi ro ở trong bất động sản. Vì trong bất động sản thì có rất nhiều rủi ro, nhưng để về điển hình thì có 5 cái rủi ro như sau. Thứ nhất là về quy hoạch, thứ hai là về sổ đỏ, thứ ba là bạn mua vào cái đô đỉnh, thứ tư là phong thủy, thứ năm là cái tranh chấp. Còn một cái số kỹ thuật khác các bạn có thể theo dõi ở các cái buổi livestream trước sẽ làm trong thời gian tới để chia sẻ với anh chị em, là
là các cái kỹ thuật để mà chúng ta nhận định thị trường cũng như là mọi cái xu hướng diễn biến khác. Xin lỗi ở ngoài nhà đang ồn, anh chị em đang nghe thông cảm chút, thì trước sẽ cố gắng nói to hết cỡ. Thì anh chị em thân mến, thì như từ đầu video thì trước có nói rằng là đấy, nhiều đôi khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng là thậm chí trong gia đình của chúng ta thôi, hạnh phúc thì nó ngay bên cạnh của chúng ta mà chúng ta không hề tận hưởng, mà chúng ta cứ đi tìm kiếm cái thứ gì đó ở xa xôi đâu đó. Thì cũng như kiểu vợ chồng ở với nhau cũng thế, như người vợ của mình là rất tuyệt vời rồi, người chồng của mình rất tuyệt vời rồi, nhưng mà chúng ta lại cứ mơ mộng bay bổng ở cô gái nào ở đâu hay là người đàn ông nào ở đâu đó, mà chúng ta cứ tưởng rằng ở nơi đó tốt đẹp. Nhưng mà không, hạnh phúc nó chính là ở nơi gần chúng ta, nơi bạn đấy. Và thậm chí là anh em thân mến này, những người mà làm bất động sản lâu năm rồi cũng không đủ sức để mà làm ở hết, mua được hết bất động sản ở khu vực mình đang ở đâu, mà lại chúng ta lại cứ tóa hỏa chúng ta đi phi đến các cái nơi khác. Thế là qua cái video này thì chúng hy vọng rằng anh chị em mới vào làm bất động sản thì tốt nhất là nơi là chúng ta cứ thành công ở trong khu vực đất của chúng ta thì đã. Và khi mà chúng ta có thấy ở nơi nào sốt ấy, thì chúng ta lúc bắt đầu sốt thì chúng ta làm mà thôi, chứ nếu mà thiếu kinh nghiệm rồi là mà chúng ta đi vào các cái nơi mà sóng như thế thì mà sóng lại do cá mập tạo ra, và chúng ta thì lại là những con cá con, thì rất dễ khả năng chúng ta bị sóng đập vào mặt và chết đắm chết đuối. Và rất là cái hậu quả đến bây giờ chúng ta cũng thừa biết rồi, khi mà sóng bất động sản ở Vân Đồn hay là Phú Quốc hay là các cái nơi mà sóng to ấy, thì chỉ 1-2 năm thôi, không đến 2 năm đâu là nó đã đứng yên rồi. Như Vân Đồn đứng 3 năm nay, đất mua vào 3-4 năm nay không lên giá, thậm chí còn cắt lỗ đi. Thế là cái câu chuyện là còn đi vay nợ, vay ngoài, vay lãi thì chết thật. Cho nên là anh chị em thân mến, thì thôi, khi chúng ta là những nhà đầu tư mới thì chúng ta cứ làm tốt, kiếm tiền tốt, kiếm thật nhiều ở nơi chúng ta đang ở đi đã. Chúng ta có nhiều tiền rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi đánh ở các nơi xa. Mà nói thật lòng là nếu chúng ta có nhiều tiền rồi thì chúng ta có thể an nhàn, có thể làm để lấy hạnh phúc. Hay là các bạn có thể, khi mà các bạn kiếm ăn được rồi, các bạn có thể lên YouTube để chia sẻ, hay lên các mạng xã hội để chia sẻ, để giúp đỡ những người mà chưa có tiền, họ làm, họ kiếm tiền. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở cái như là những người mà cái đầu, nếu mà đầu tư bất đất hay là làm ăn bất kỳ một cái khía cạnh gì, khi người ta có, người ta đã thành công và người ta thành công bền vững, thì người ta luôn luôn muốn là hướng đến cái việc mà cống hiến cho xã hội để giúp đỡ những người mà chưa thành công. Ví dụ như là qua những cái video của trước, mà chỉ cần ai đó nhận được một cái thông tin gì đó, một cái yếu tố nào đó để mà thay đổi cái cách làm bất động sản của mình mà không mất tiền, hay là đang định có ý định làm một cái bận về gì về bất động sản mà may mắn quá lại không bị mất tiền, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và anh em thân mến, thì hy vọng rằng Hàm trước sẽ nhận được các cái câu hỏi, câu chia sẻ comment của anh em ở bên dưới cái video này, để trước ngày càng hoàn thiện kênh của mình hơn. Hãy chia sẻ cái video, biết đâu rất nhiều người thân, anh em bạn bè của mình đang cần cái video như thế này. Bởi vì hậu quả của cái việc mà nghe cái thông tin bất động sản sốt nóng kiếm ăn được ở các nơi, và nhiều người đã đến đó và mất tiền rồi, khi thì chiều xuống thì mới biết ai không mặc quần. Và cái thời điểm bây giờ này, tháng 9, tháng 10 của năm 2022, thậm chí sang tháng 11, tháng 12, thậm chí là hết năm 2022, đầu 2023, thị trường đất nó vẫn cứ ảm đạm như này. Nhưng mà đó lại là thông tin tốt cho nhiều người có tiền mặt để mua vào, và đây là thời điểm tốt để mua, và mua khi trầm lắng và bán lúc sôi động. Cho nên là chúng ta hy vọng là anh em chúng ta học hỏi nhau, mỗi người chia sẻ với nhau một chút. Các bạn có ý kiến gì
hay, các bạn comment phía dưới trước lại làm video để chia sẻ giúp đỡ người khác. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.